Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. AFC đồng ý cho thủ môn Philip Nguyễn dự Asian Cup 2023. Hoàng Đức và nghịch lý quả bóng vàng. Huấn luyện viên Gong Okyun phát án phạt nặng sau khi thách thức cầu thủ. AFC đồng ý cho thủ môn Philip Nguyễn dự Asian Cup 2023. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, thủ môn Nguyễn Philip đã được xác nhận đủ điều kiện đăng ký trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Nguyễn Philip đã hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam và được huấn luyện viên trưởng Philip Chuze điền tên vào danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Theo VFF, danh sách tập trung đội tuyển quốc gia, danh sách bổ sung, thay thế và thành phần chính thức tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 cũng sẽ xoay quanh 50 cái tên có trong danh sách đăng ký sơ bộ. Việc Nguyễn Philip phải chờ xác nhận của AFC là do thủ môn này đã từng được triệu tập vào đội tuyển Cộng hòa Séc với tên đăng ký theo quốc tịch Cộng hòa Séc là Philip Nguyễn. Tuy nhiên, thủ môn này vẫn chưa ra sân thi đấu trận nào trong màu áo đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc. Đây cũng là cơ sở để AFC xác nhận Nguyễn Philip đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam theo đúng quy định của FIFA. Để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 28 tháng 12 sau khi kết thúc vòng 8 giải vô địch quốc gia 2023-2024. Thầy trò huấn viên Philip Chuzier sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2024, sẽ lên đường sang Qatar, quốc gia đăng cai tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023. Tại Qatar, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm quỹ thời gian một tuần để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản. Trong quá trình tập huấn hoàn thiện khâu chuẩn bị tại Qatar, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt với Kyrgyzstan dự kiến vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Trong bảng đấu của đội tuyển Việt Nam còn có hai đội bóng là Iraq, Indonesia cũng là đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Chuze tại vòng loại thứ hai Cúp Thế giới 2026. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Indonesia đang yếu thế nhất. Đội hình của huấn luyện viên Shitejong duy nhất có vị trí ngoài top 100 ở bảng D Asian Cup 2023, cụ thể là thứ 146. Trong khi đó, Nhật Bản ở vị trí thứ 17, Iraq ở vị trí thứ 63 và Việt Nam ở vị trí thứ 94. Thứ hạng và nội lực của Indonesia là nguyên nhân khiến đội tuyển của ông Shin Tae-jong nổi lên là ứng cử viên bị loại sớm tại Asian Cup 2023. Theo dữ liệu xếp hạng bóng đá thực hiện mô phỏng phân tích công thức dự đoán, người ta đưa ra kết quả đội tuyển Indonesia bị loại đầu tiên. Thầy trò ông Shin có đến 55,91% cơ hội cán đích ở vị trí thứ tư, hạng 3 của bảng là Việt Nam với 45,84%. Trong khi đó, Nhật Bản được đánh giá cao nhất bảng D với thông số 79,84%, sẽ đồng hành cùng với Iraq, đội sẽ giành ngôi nhì với 61,14% cơ hội. Từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 6 tháng 1 năm 2024, đội tuyển Indonesia tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Ông Shin cũng đăng ký danh sách sơ bộ 50 cầu thủ, nhưng chỉ mang đi nước ngoài 30 gương mặt mà ông cho là sáng sủa nhất. Cuối cùng, ông thời người Hàn Quốc sẽ chọn ra 23 cái tên cuối cùng cho cuộc chơi lớn ở châu Á. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Indonesia sẽ có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển Libya tại Antalya vào ngày 2 tháng 1 và ngày 5 tháng 1 năm 2024. Ngoài ra, họ cũng có thêm trận đấu tập với đội tuyển Iran tại Qatar vào ngày 9 tháng 1. Hai đội cùng bảng là tuyển Nhật Bản đá tập với Thái Lan, trong khi Iraq đụng độ Hàn Quốc. Hoàng Đức và nghịch lý quả bóng vàng. Chủ nhân tương lai của quả bóng vàng Việt Nam hoàn toàn có thể là một cầu thủ không có nổi xuất ra sân tại đội tuyển quốc gia. Điều kỳ lạ ấy đã xảy ra và khó có khả năng thay đổi trong tương lai gần sau những phát biểu quyết đoán từ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Philip Chuze. Như ông Chuze đã nói ít nhất là hai lần trong những cuộc họp báo công khai hồi tháng 11, thứ hạng của Hoàng Đức trong cuộc đua quả bóng vàng có thể là một, nhưng thứ hạng của anh tại đội tuyển thậm chí nằm ngoài top 3. Hai trận đấu với Iraq và Philippines, ông Chuze đều tung cặp Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thái Sơn đá chính. Khi cần thay người, ông gọi Lê Phạm Thành Long, tức là trong trường hợp tốt nhất, Hoàng Đức cũng chỉ là lựa chọn thứ tư ở giữa sân. Đó là chưa kể bộ đôi tiền vệ trung tâm khác cũng ngồi dự bị là Đỗ Hùng Dũng và Triệu Việt Hưng. Nếu Hoàng Đức chiến thắng, anh sẽ là trường hợp kỳ lạ tiếp theo giành quả bóng vàng Việt Nam dù đóng góp cực kỳ hạn chế cho đội tuyển quốc gia. Trước Đức, người đàn anh cùng tên là Nguyễn Anh Đức năm 2015 và Nguyễn Văn Quyết năm 2020 là hai cái tên tương tự. Tỷ lệ rõ ràng hơn tới ngay năm ngoái khi vua phá lưới AFF Cup Nguyễn Tiến Linh cũng thua đau Trương Văn Quyết. Quy luật khá rõ ràng, chủ nhân quả bóng vàng Việt Nam chơi ở đội tuyển thế nào chưa biết, nhưng chắc chắn phải đá tốt ở V-League. Chơi tốt ở cấp độ câu lạc bộ mới là điều kiện đầu tiên cho một cầu thủ đua quả bóng vàng. Điều này sẽ trở nên dễ hiểu nếu soi kỹ vào điều lệ bình chọn danh hiệu. Khác với quả bóng vàng FIFA vốn được bầu chọn bởi các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, quả bóng vàng Việt Nam được bầu bởi huấn luyện viên, đội trưởng các đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ V-League và hàng loạt nhà báo thể thao. Do thành phần tới với V-League và các phóng viên thể thao là rất lớn, nhóm này có điều kiện theo dõi hàng ngày và nắm chắc các diễn biến của sân cỏ quốc nội. Những cầu thủ đáng chú ý tại V-League vì thế có rất nhiều cơ hội cạnh tranh danh hiệu. So với mặt này, Hoàng Đức có phần nhỉnh hơn đối thủ số 1, đó là Phạm Tuấn Hải.
V-League 2023 vừa qua, Đức có 5 bàn kiến tạo 5 lần so với 6 bàn 5 kiến tạo của Tuấn Hải, dù anh chỉ đá tiền vệ. Câu lạc bộ của Hoàng Đức có thành tích chung tốt hơn câu lạc bộ Hà Nội khi không chỉ lọt vào top 3 V-League mà còn giành Á quân Cúp quốc gia. Bản thân Hoàng Đức đã thắng Tuấn Hải danh hiệu vốn được coi là tiền đề quả bóng vàng, cầu thủ hay nhất V-League mùa 2023. Sau mùa 2023-2024, Hoàng Đức vẫn chơi tốt. Anh có 2 kiến tạo từ đầu mùa so với 2 bàn của Tuấn Hải. Câu lạc bộ Viettel của Hoàng Đức cũng đứng cao hơn Tuấn Hải cho tới thời điểm này. Hạn chế của Đức so với Hải nằm ở chỗ mặt trận AFC Champions League, nơi Tuấn Hải đã để lại những dấu ấn đặc biệt. Còn tại sân chơi đội tuyển, cả hai không có nhiều điểm. Một người không được thi đấu, người còn lại đá cả hai trận vòng loại World Cup nhưng chẳng ghi được dấu ấn. Chiều ngược lại, Hoàng Đức cũng có lợi thế riêng khi anh là một ngôi sao thực thụ, là cái tên thu hút truyền thông, còn Tuấn Hải chưa phải là ngôi sao như chính huấn luyện viên Đinh Thế Nam thừa nhận cách đây ít ngày. Nhìn những cơn bão dư luận bùng lên khi Hoàng Đức dự bị ở đội tuyển là đủ biết vị thế ngôi sao của anh. Đó sẽ là thứ tác động không nhỏ tới cảm tính của người bầu chọn trong thời gian này tới hạn chốt phiên 28/12. Đó cũng là thời điểm khép lại vòng gần đây nhất của V-League trước khi đội tuyển Việt Nam hội quân cho Asian Cup. Hoàng Đức và Tuấn Hải còn 3 vòng để ghi điểm, và nếu Đức thắng, đó sẽ là một danh hiệu quả bóng vàng kỳ lạ nữa của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Gong Okyun thoát án phạt nặng sau khi thách thức cầu thủ. Có hành động cởi áo và sẵn sàng xô sát với cầu thủ đối phương trong trận đấu thủ vòng 5 V-League 2023-2024, nhưng huấn luyện viên Gong Okyun của câu lạc bộ Quang Hà Nội vẫn thoát án phạt nặng từ VFF. Hôm 13/12, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ban hành các quy định xử lý vi phạm tại vòng 5 V-League 2023-2024. Đối với câu lạc bộ Bình Định, ban kỷ luật VFF cảnh cáo tập thể ban huấn luyện đội bóng phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn, phó trưởng đoàn câu lạc bộ Bình Định. Trong khi đó, câu lạc bộ Thanh Hóa bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Dương Tiến Kỷ, bác sĩ của câu lạc bộ. Ngoài ra, ban tổ chức trận đấu giữa Bình Định và Thanh Hóa diễn ra trên sân Quy Nhơn ở vòng 5 cũng phải đóng phạt 30 triệu đồng vì không đảm bảo an ninh trật tự trong và sau trận đấu. Trước đó, sau màn so tài kịch tính giữa đội nhà và đối thủ Thanh Hóa, một số thành viên ban huấn luyện và cầu thủ của câu lạc bộ Bình Định đã có hành vi tập trung khiêu khích, có lời lẽ thô tục xúc phạm cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hóa khi nhóm này đang di chuyển vào đường hầm sân Quy Nhơn. Sự việc nghiêm trọng khiến rất đông cầu thủ, thành viên ban huấn luyện của hai đội cùng lao vào nhau phản ứng to tiếng, cự cãi quyết liệt. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự hỗn loạn, châm ngòi cho hành động thiếu kiểm soát của nhiều cổ động viên quá khích. Rất nhiều chai nước và vật lạ bị ném xuống sân, chúng vào thành viên của đội Thanh Hóa. Nội dung báo cáo của ban tổ chức ghi rõ. Ngoài ra, sau khi tổng hợp báo cáo từ giám sát trọng tài, giám sát trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Công an Hà Nội, ban kỷ luật VFF ra quyết định không có án phạt tăng thêm đối với huấn luyện viên Gong Okyun và cầu thủ Trần Văn Kiệt. Tuy nhiên, ban kỷ luật cũng đề nghị ban tổ chức giải có văn bản nhắc nhở hai câu lạc bộ, huấn luyện viên Gong Okyun cũng như cầu thủ Trần Văn Kiệt về thái độ thi đấu. Liên quan đến án phạt dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, ông Lê Xuân Hải, phó trưởng đoàn đội bóng ngành Công an bị phạt 5 triệu đồng vì vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp và yêu cầu lãnh đạo đội tiếp tục thực hiện quyết định kỷ luật 3 thẻ vàng do VFF đã ban hành. Trước đó, theo văn bản của ban tổ chức V-League, trong danh sách quan chức câu lạc bộ nghỉ làm nhiệm vụ tại vòng 5 có ông Lê Xuân Hải do đã bị nhận liên tiếp 3 thẻ vàng ở các lượt trận đấu trước đó. Nhưng tại trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội tại vòng 5, vị phó trưởng đoàn này đã không làm đúng quy định của VFF khi tham gia vào các hoạt động trước và sau trận đấu, di chuyển vào khu vực mix zone và phòng thay đồ ra sân cùng cầu thủ khởi động trước trận đấu. Dù trước đó tại cuộc họp kỹ thuật và khi đến sân, giám sát trận đấu cùng điều phối viên đã nhiều lần yêu cầu nhưng không chấp hành. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.